Thưa anh chị và các bạn, hôm nay Mr. Tô Hú có dịp ghé vườn hoa của anh Tám Mẫn xem coi có thay đổi gì không. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm kỷ hợi các anh chị. Bữa nay mình vô đây mình thấy một số cây trước đây mình thấy lá không bao giờ nó đã ra hoa. Chắc có lẽ là cây này kia. Dạ yến thảo với triệu chuông rồi đây. Giữa hai cái này nó gần giống nhau. Anh Tám đã treo lên trên hết trơn các anh chị. Rất là đẹp. Ôi cây này là cây mà cắt tường. Nhớ mà mới bấm đọt ngày nào bây giờ nó đã lớn rồi nhưng mà nó chưa có hoa. Còn mấy ở trên đây chắc có lẽ là cây dạ yến thảo. Là mấy này cây cúc gì đây, Đài Loan cúc gì đây. Còn ở dưới này có mình bình thường mình thấy cây rau dừa cạn, mình thấy màu tím, bữa nay mình thấy rau dừa cạn màu hồng rất là đẹp. Đây chắc có lẽ là cúc đồng tiền nữa quá. Mình đi về dài vào trong các anh chị. Trên anh Tám đem mấy cái vỏ hoa lên trên, treo lên trên này. Chứ này là những cái con thỏ. Bỏ mấy bầu con thọ hôm trước mình gặp gieo đây, bây giờ nó lên mới có 10 ngày mình thấy lên cây hết rồi. Vô đây mình xem coi. Để quay phim chút xíu chị dạ. Ồ, chúng ta thấy mà bông thọ mà chắc như vậy không, khi mình trồng nó không ảnh hưởng các anh chị. Dạ không. Hay quá. Ôi, dài dài trong kia lối này bích đường đi rồi. Để hôm nay mình vô gặp anh Tám rồi mình hỏi ảnh có bán cái gì không anh chị. Đây chúng ta thấy có những cây cẩm nhung ra hoa rồi, tiêu rồi đây. Ôi, nhớ mới ngày nào cây cái mô bây giờ ra hoa đó anh chị, đẹp quá. Còn ở dưới này là cây chắc hải đường nữa quá. Ngày nào đó những cái bộ này phải treo lên trên rồi. Bây giờ vào trong mình kiếm anh Tám mình hỏi rồi. Bên đây cũng có một dãy hoa triệu chuông với cát tường được treo lên trên. Còn ở dưới cái vàng này chúng ta thấy hoa cẩm chướng. Rồi nó trổ hoa lai rai rồi, màu đỏ màu tím xen lẫn nhau. Để mình vô gặp anh Tám hỏi thăm rồi. Bữa nay anh có bán những cây nào chưa? Mà thấy một số người một thiên vàng thọ lùng chắc 1000 viên, cây quá. Cây bao nhiêu không biết. Rồi về mình mua giai đoạn này mình về mình trồng, có điều kiện là trồng sớm, không có đợi Tết mua luôn cũng được. Rồi 200 cây là 100 cây bông nhạt, 100 cây bông giờ đậm. Không quay để cho ta mua, ta biết mua. Ừ, đây đó. Cậu nói lợi của anh Tám. Nếu mà khó hiểu giờ thôi chỉ kỹ thuật một cây thôi. Chứ một cây đó thì quý vị để nè, trồng vậy nè. Tới ngày 25, 24, 25 mình đó, tháng này được nha. Thì nó được 5 cặp lá, cắt ngang cái đọt. 5 cặp lá được 10 cái bông. Rồi, kỹ thuật nó đơn giản. Bữa 25, 25, 24, 25. Cái cậu này nó cắt thiếu rồi quên đi. Con có ngoài có gợi không? Lấy ngoài đi. Không gợi. Cái này băng cái này bự hơn. Nào. Đâu nó này bự hơn. Ồ ok mà quấn băng keo giống gỡ đồ nó không chết hả anh Tám? Dạ không. Về nhà mình mở. Một cây gì? Dao cắt băng keo ra. Một cây gì anh bán bao nhiêu? Dạ. Một cây gì là bao nhiêu tiền? Cây gì hả? Ờ. Cây 1.200 á. Vậy là bán từ giai đoạn nào bắt đầu bữa nay luôn hả? Bán từ của vùng 8 à, tới mấy mới hết bán? Tới rằm. Rằm yeah. Một cây 1.200 yeah. Rồi anh chị nào có mua bắt đầu từ thời gian này nha. Bữa nay là 12 tới bữa 15 hả Tám? Là 11 hả? Ừ, kính thưa anh chị và các bạn, anh Tám Mẫn lu bu quá cho nên không có hỏi thăm anh Tám được. Rồi ở đây là chúng ta thấy hoa thọ nó có hai loại, thọ mai và thọ pháp đang bán ở giai đoạn này, mỗi cây 1.200. Thì anh chị nào có muốn mua thì tới đây mua. Ở trên này thì cái chậu dâu tây, chậu dâu tây này giá là 50.000. Nhưng mà nó chưa có ra trái, khi nó ra trái chắc có lẽ là giá sẽ cao hơn. Còn chúng ta thấy dưới này hoa thọ rất là nhiều, mà không biết cây nào thọ pháp mà cây nào thọ mai. Nhưng mà hiện nay anh chị nào cần mua thì tới đây mua cây thọ pháp và thọ mai còn bán giai đoạn này. Còn ở bên đây chúng ta thấy có những cây hướng dương con, cái này 5.000 một cây. Còn nếu như thời gian đây sắp tới nữa, cây này nó còn nhiều ở trong cái bầu đất này thì chúng ta có thể mua được anh. Nhưng mà vài hôm nữa trễ quá thì những cái cây này anh Tám sẽ đem vào vườn gieo trồng cho thành phẩm ra bông luôn, chứ không còn bán nữa. Chỉ bán ở giai đoạn cây con này khoảng chừng 5-10 ngày trở lại đây thôi các anh chị. Anh chị nào cần mua thì mua ở giai đoạn này. Rồi như vậy hiện nay chúng ta thấy bên kia có một cái hàng dạ yến thảo, mình mua ở giai đoạn này mỗi chậu vậy là 40.000. Rồi chúng ta sẽ được thưởng thức nhiều ngày. Còn để Tết ta mua 50.000 mà chúng ta thưởng thức chỉ vài ngày cái hết Tết các chị. Khi anh chị tới đây mua hoa thọ hoặc là hướng dương, anh Tám sẽ chỉ các giai đoạn nào bấm ngọn tỉa cành, rồi tới mấy lá đó, rồi bón phân vân vân. Nhưng mà đây là Tết, hoa nó sẽ trổ đúng dịp Tết. Còn nếu anh chị nào không có phân hoặc là chậu thì tới đây chúng ta mua vẫn có như thường đó anh chị. Ô, để mình ra phía sau coi ở phía sau này có cái gì khác không anh chị. Bên tay trái của ông ta là cái nhà ruột giác. Rồi chúng ta chưa thấy gì hết. Ở phía sau. Ồ, hôm trước chỗ này chúng ta thấy trống, mà bây giờ có mấy cái chậu không nằm sẵn rồi, chưa có cây gì hết. Vậy là vài hôm nữa chắc có lẽ là đem cây từ trong vườn ươm ra đây. Rồi bữa nay chúng ta thấy tủ rơm, hôm trước anh Tám nói nơi này là nơi để mà chúng ta tham quan rồi góp vé. Ồ, chúng ta thấy có cái ống bình minh lớn, từ ống bình minh có một cái van, có một ống nhựa đen, mà trên ống nhựa đen này chúng ta thấy có rất là nhiều lỗ nhỏ giống như phun mưa. Dài đằng kia chúng ta cũng thấy hay quá. Để mình ra phía sau anh chị, mình ra phía sau này. Cái hôm trước chỗ này dì ba chứ bấm ngọn cục Đài Loan Cát Tường cũng ở đây. Hôm trước đã đem ra đây rồi, bây giờ mình ra đây mình xem có hoa chưa. Mấy cái chị hôm trước đây bây giờ không thấy rồi. À, Cát Tường có bóng rồi nè. Ơi thấy rồi ta. Bông nhỏ, ủa lá non, không phải bông. Vậy là hệ thống đèn hôm trước mình thấy đang treo ở đây, bữa nay vẫn còn y. Ồ, mấy cái cúc Đài Loan này hôm trước đây cái gì 15 cây, mỗi mà chậu gì là 15 cây, chưa có hoa. Có cỏ dại nào mà không trồng mà nó mọc lên nè. Còn lại có gì đó không biết. Không biết luôn. Ở đây cái hệ thống tưới không giống bên kia, không thấy phun mưa như ở cái clip vừa rồi. Nhiều quá. Vậy là cái phạm vi ở đây chúng ta thấy chưa có cây nào có hoa hết, chỉ mà thấy lá thôi chứ chưa thấy hoa. Chủ yếu là cái hai cái dãy chúng ta thấy những cái chậu màu đỏ là cúc Đài Loan với Cát Tường mà thôi, chưa thấy cây nào khác hơn cái này. Chắc có lẽ là cây này cái thời gian sinh trưởng dài cho nên có lẽ là trồng trước. Còn những cây thời gian sinh trưởng ngắn giờ này mới gieo ươm. Thôi để mình vô mà gặp anh Tám, xin phép mình về. Rồi lâu lâu mình cũng có dịp mình qua vườn anh Tám để nắm những cái thông tin nào mới, nhưng mà anh Tám anh bận quá, có khi không có gặp được anh Tám. Qua video này có vấn đề gì thiếu sót anh chị thông cảm bỏ qua nha anh chị. Ôi chào tạm biệt.